6.000 người đã đăng ký và rất nhiều trường hợp chết não đã tâm nguyện hiến tạng cứu người. Cho đi là còn mãi, những người như anh Dương Hùng Quý là hiện thân của nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa sự yêu thương trong cuộc sống. Sự tri ân tới anh Dương Hùng Quý không chỉ từ những người được cứu sống mà còn từ chính những y bác sĩ. Nhờ nghĩa cử cao đẹp của những người như anh mà đến nay Việt Nam chúng ta đã thực hiện thành công hơn 3.300 ca ghép tạng, tức là hơn 3.300 người đã được cứu sống. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Bé lung lung làm nhân rút gọn, rửa tay vèo vội vàng cho lẹ, hấp tấp bầy vi khuẩn không hết. Thôi không sao, với Lifebuoy mới này sạch khuẩn siêu nhanh trong 10 giây. Lifebuoy mới và tốt hơn trước, sạch khuẩn siêu nhanh trong 10 giây. Khói bụi ô nhiễm và vi khuẩn luôn theo bạn về nhà, nên tôi detox với Lifebuoy thanh hoạt tính bạc hà mới. Lifebuoy mới loại bỏ bụi bẩn ô nhiễm và giúp sạch khuẩn. Lifebuoy thanh hoạt tính bạc hà mới. Teco Camellia Complex mở ra trước mắt cư dân một thế giới trong mơ với những tiện ích chuẩn 5 sao, thư thả dạo bộ trên con đường xanh mát, bể bơi sang trọng, 3 tầng hầm gửi xe rộng rãi, rạp chiếu phim 3D hiện đại, trung tâm thương mại đẳng cấp. Các căn hộ từ 2 đến 3 phòng ngủ được thiết kế mở, tràn ngập ánh sáng, giao hòa với thiên nhiên. Teco Camellia Complex, vị thế trung tâm, nâng tầm chuẩn sống, một sản phẩm của tập đoàn Teco. Điện thoại liên hệ 0911 939 969. Kính chào quý vị và các bạn.